Cuốn 91 giải thích phẩm cụ túc thứ 81, kinh Đại Bát Nhã hội 2 ghi phẩm không khuyết thứ 79, kinh Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu Bồ Tát tu 6 ba la mật, 18 không, 37 pháp trợ đạo, 10 lực của Phật, 4 điều không sợ, 4 trí không ngại, 18 pháp không chung, không đầy đủ Bồ Tát đạo thời không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vậy Bồ Tát làm thế nào đầy đủ Bồ Tát đạo, có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Tu Bồ Đề, nếu Bồ Tát khi hành bát nhã ba la mật do sức phương tiện nên hành thí ba la mật, không thấy có bố thí, không thấy có người thí, không thấy có người nhận thí, cũng không xa lìa pháp ấy, hành bố thí thời chiếu sáng Bồ Tát đạo. Như vậy Bồ Tát do sức phương tiện nên đầy đủ Bồ Tát đạo, đầy đủ rồi có thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát làm thế nào tập hành bát nhã ba la mật? Phật bảo Xá Lợi Phất, như Bồ Tát hành bát nhã ba la mật, dùng sức phương tiện không hoại sắc, không theo sắc. Vì sao? Vì sắc ấy tính không, có nên không theo không hoại, cho đến thức cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát hành bát nhã do sức phương tiện nên bố thí không hoại, không theo. Vì sao? Vì bố thí tính không có cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu các pháp không có tự tính, có thể hoại, có thể theo, thầy Bồ Tát làm thế nào có thể tập hành bát nhã vào chỗ sở học của các Bồ Tát? Vì sao? Vì Bồ Tát không học bát nhã, thầy không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Xá Lợi Phất, như lời ông nói, Bồ Tát không học bát nhã, thầy không thể được vô thượng chánh đẳng chánh giác, vì không thể lìa sức phương tiện mà có thể được. Nếu Bồ Tát hành bát nhã hoặc thấy có một pháp có được, thời nên thủ lấy. Nếu không thể có được, thời thủ lấy cái gì? Nghĩa là cho đây là bát nhã ba la mật, cho đây là thiền ba la mật, cho đến đây là thí ba la mật, đây là sắc thọ tưởng hành thức, cho đến đây là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Này Xá Lợi Phất, bát nhã không thể thủ tướng, cho đến hết thảy Phật pháp không thể thủ tướng, ấy gọi là bát nhã không thủ tướng, cho đến Phật pháp không thể thủ tướng, là chỗ Bồ Tát nên học. Bồ Tát khi học ở trong ấy, tướng học cũng không thể có được, huống gì bát nhã, pháp Phật, pháp Bồ Tát, pháp Bích Chi Phật, pháp Thanh Văn, pháp người phàm phu. Vì sao? Vì không có một pháp nào có tự tính. Pháp không có tự tính như vậy, thời cái gì là người phàm phu, Tu Đà Hoàng, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát và Phật? Nếu không có các hiền thánh thời ấy, thời làm thế nào có pháp? Vì biết pháp ấy nên phân biệt nói đây là người phàm phu, đây là Tu Đà Hoàn, cho đến đây là Bồ Tát, là Phật. Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, nếu pháp không có tự tính, không thật, không có căn bản, thầy làm thế nào biết đó là người phàm phu cho đến biết đó là Phật? Phật bảo Xá Lợi Phất, chỗ người phàm phu đắm trước là sắc có tự tính, có thật chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn, chỉ do tâm tiền đạo mà thấy có. Thọ tưởng hành thức cho đến 18 pháp không chung cũng như vậy. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát khi hành bát nhã cho sức phương tiện nên thấy các pháp không có tự tính, không có căn bản, nên có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất bạch Phật, Bồ Tát làm thế nào khi hành bát nhã do sức phương tiện nên thấy các pháp không có tính, không có căn bản, nên có thể phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác? Phật bảo Xá Lợi Phất, Bồ Tát khi hành bát nhã không thấy căn bản các pháp mà ở trong ấy sinh tâm giải đãi thoái thất. Này Xá Lợi Phất, căn bản các pháp thật không có ngã, không có sở hữu, tính thường không, chỉ vì ngu si điên đảo nên chúng sinh chấp trước năm ấm, 12 nhập, 18 giới. Bồ Tát thấy các pháp không có sở hữu, tính thường không, khi tự tính không mà hành bát nhã, thầy tự an lập như viễn sư, vì chúng sinh mà thuyết pháp, dạy bố thí cho người tham, dạy trì giới cho người phá giới, dạy nhẫn nhục cho người sân hận, dạy tinh tấn cho người giải đãi, dạy thiền định cho người loạn tưởng, dạy trí tuệ cho người ngu si, khiến chúng sinh trú trong bố thí cho đến trí tuệ. Vậy sau mới nói thánh pháp có thể giải thoát khổ, dùng pháp ấy nên được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo Bích Chi Phật, quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Xá Lợi Phất bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, Bồ Tát thấy chúng sinh ấy không có sở hữu, nên dạy khiến bố thí chỉ giới cho đến trí tuệ. Vậy sau nói thánh pháp có thể giải thoát khổ, do pháp ấy nên được quả Tu Đà Hoàn cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Phật bảo Xá Lợi Phất, Bồ Tát khi hành bát nhã không có tội lỗi có thể có được. Vì sao?
Vì Bồ Tát khi hành Bát Nhã không thấy có chúng sinh, chỉ vì pháp không tương tục nên gọi là chúng sinh. Bồ Tát dùng hai đế vì chúng sinh thuyết pháp là thế đế và đệ nhất nghĩa đế. Trong hai đế ấy, chúng sinh tuy không thể có được, song vì Bồ Tát hành Bát Nhã dùng sức phương tiện nên vì chúng sinh thuyết pháp. Chúng sinh nghe pháp ấy biết ta, tôi đời nay còn không thể có được, huống gì pháp được dùng và người được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Bồ Tát khi hành Bát Nhã do sức phương tiện nên vì chúng sinh thuyết pháp. Xá lợi Phất, bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, tâm Bồ Tát rộng lớn, không có pháp có thể có được, hoặc một tướng, hoặc khác tướng, hoặc dị tướng, mà có thể trang nghiêm lớn như vậy. Vì trang nghiêm ấy nên không sinh cõi dục, không sinh cõi sắc, không sinh cõi vô sắc, không thấy pháp hữu vi, không thấy pháp vô vi, mà ở trong ba cõi độ thoát chúng sinh cũng không thấy có tướng chúng sinh. Vì sao? Vì chúng sinh không trói không mở. Vì chúng sinh không trói không mở nên không nhơ không sạch. Vì không nhơ không sạch nên không có phân biệt sáu đường. Vì không có phân biệt sáu đường nên không có nghiệp, không có phiền não. Vì không có nghiệp, không có phiền não nên cũng không có quả báo. Và vì có quả báo ấy mà sinh trong ba cõi. Phật bảo Xá Lợi Phất, như vậy, như vậy, như lời ông nói. Nếu chúng sinh trước có mà sau không, thời chư Phật Bồ Tát có tội lỗi. Các pháp sáu đường sinh tử cũng như vậy, nếu trước có mà sau không, thời chư Phật Bồ Tát có tội lỗi. Này Xá Lợi Phất, có Phật hay không có Phật thì tướng các pháp vẫn thường trú không khác. Trong pháp tướng ấy còn không có ngã, không có chúng sinh, không có thọ mạng, cho đến không có kẻ biết kẻ thấy, huống gì có sắc thọ tưởng hành thức. Nếu không có pháp ấy, làm thế nào có qua lại sáu đường mà kéo chúng sinh ra khỏi? Này Xá Lợi Phất, các pháp tính ấy thường không. Vì thế nên Bồ Tát từ chỗ chư Phật quá khứ nghe pháp tướng ấy mà phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác, trong đó không có pháp mà ta sẽ được, cũng không có chỗ chúng sinh đắm trước nhất định không thể kéo ra, chỉ vì chúng sinh điên đảo nên đắm trước. Vì thế nên Bồ Tát phát tâm đại trang nghiêm thường không thoái chuyển đối với vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát không nghĩ rằng ta sẽ không được vô thượng chánh đẳng chánh giác, hay ta sẽ chắc chắn được vô thượng chánh đẳng chánh giác. Được vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi dùng thật pháp làm lợi ích chúng sinh, khiến ra khỏi điên đảo. Thế như vị thầy huyễn thuật hóa hiện ra trong ngàn vạn ước người, đem đồ ăn uống bố thí khiến cho được no đủ, hoan hỉ sướng lên rằng ta được phước lớn, ta được phước lớn. Ý ông nghĩ sao? Trong đây thật có người ăn uống đầy đủ chăng? Thưa không, bạch Thế Tôn. Phật dạy như vậy, Xá Lợi Phất, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây hành sáu ba la mật, bốn thiền cho đến 18 pháp không chung đầy đủ Bồ Tát đạo, thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật mà không có chúng sinh có thể độ. Tu Bồ Đề bạch Phật, bạch Đức Thế Tôn, thế nào là Bồ Tát đạo? Bồ Tát hành đạo ấy có thể thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật. Phật bảo Tu Bồ Đề, Bồ Tát từ khi mới phát tâm lại đây có hành bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí tuệ cho đến 18 pháp không chung mà thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, nghiêm tịnh cõi Phật. Tu Bồ Đề thưa, Bồ Tát làm thế nào hành bố thí có thể thành tựu tuệ giác cho chúng sinh? Phật dạy, Bồ Tát khi hành bố thí, tự mình bố thí cũng dạy chúng sinh bố thí, nói rằng, các thiện nam tử, các ông chớ đắm trước bố thí, các ông vì đắm trước bố thí nên lại phải thọ thân. Vì lại phải thọ thân nên chịu nhiều khổ não. Này các thiện nam tử, trong các pháp tướng không có bố thí, không có người thí, không có người nhận thí. Ba pháp ấy tự tính đều không, pháp tính không ấy không thể thủ, và tướng không thể thủ là tính không. Như vậy Bồ Tát khi hành bố thí cho chúng sinh, trong ấy không thấy có bố thí, người nhận thí. Vì sao? Vì bố thí không thể có được, ấy gọi là bố thí ba la mật. Bồ Tát không thấy có ba pháp ấy nên có thể giáo hóa chúng sinh, khiến được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-La-Hán, Đạo Bích Chi Phật, cho đến vô thượng chánh đẳng chánh giác. Bồ Tát khi hành bố thí thành tựu tuệ giác cho chúng sinh, tự mình hành bố thí cũng dạy người hành bố thí, tán thán pháp bố thí, hoan hỉ tán thán người hành bố thí. Bồ Tát bố thí như vậy được sinh vào dòng lớn Sát Lợi, dòng lớn Bà La Môn, đại gia cơ sĩ, hoặc làm tiểu vương, hoặc làm chuyển luân thánh vương. Khi ấy đem bốn việc nhiếp thủ chúng sinh, bốn việc đó là bố thí, ái ngữ, loại hành và đồng sự. Lấy vốn bốn việc ấy nhiếp thủ chúng sinh rồi, chúng sinh dần dần trú ở trong giới, ở trong bốn thiền cho đến tám phần thánh đạo, không vô tướng vô tác tam muội, vào chính vị mà được quả Tu Đà Hoàn cho đến quả A-La-Hán hoặc Đạo Bích Chi Phật, hoặc dạy khiến được vô thượng chánh đẳng chánh giác, nói rằng
Này các thiện nam tử, các ông hãy phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng chánh đẳng chánh giác dễ được, vì sao? Vì không có pháp nhất định. Những điều chúng sanh đắm trước chỉ vì do điên đảo nên sinh đắm trước. Thế nên các ông tự xa lìa sinh tử, cũng dạy người khác xa lìa sinh tử. Các ông hãy phát tâm tự mình làm lợi ích, cũng làm lợi ích những điều hư vọng ấy mà nổi sân giận, để phải đọa địa ngục ngạ quỷ súc sinh và các đường ác chịu vô lượng khổ. Các ông chớ vì những điều hư vọng không thật ấy mà gây tội nghiệp, để vì tội nghiệp ấy còn không được làm thân người, huống gì được sinh ra đời gặp Phật. Này các thiện nam tử, sinh ra đời có Phật khó gặp, thân người khó được, các ông chớ bỏ mất thời giờ quý báu. Nếu bỏ mất thời giờ quý báu, thời không thể cứu được. Bồ Tát như vậy giáo hóa chúng sinh tự mình hành nhẫn nhục, cũng dạy người khác hành nhẫn nhục, tán thán pháp nhẫn nhục, hoan hỷ tán thán người hành nhẫn nhục. Bồ Tát khiến chúng sinh trú trong nhẫn nhục, dần dần cho pháp ba thừa được dứt hết khổ. Như vậy Bồ Tát trú trong thí ba la mật, khiến chúng sinh an trú trong nhẫn nhục. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát làm thế nào trú trong thí ba la mật khiến chúng sinh tinh tấn? Bồ Tát thấy chúng sinh giải đãi, nói rằng: các ông vì sao giải đãi? Chúng sinh đáp: vì thiếu nhân duyên. Bồ Tát khi hành bố thí nói với các chúng sinh rằng: ta sẽ làm cho các ông đầy đủ nhân duyên, hoặc bố thí, hoặc trì giới, hoặc nhẫn nhục. Chúng sinh ấy được nhân duyên lợi ích, nên thân tinh tấn, miệng tinh tấn, tâm tinh tấn. Thân tinh tấn, tâm tinh tấn nên hết thảy thiện pháp đầy đủ, tu thánh pháp vô lậu. Tu thánh pháp vô lậu nên được quả tu đà hoàn cho đến quả a la hán, bích chi phật đạo hoặc vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Bồ Tát khi hành bố thí trú trong tinh tấn ba la mật nhiếp thủ chúng sinh. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát làm thế nào khi hành bố thí giáo hóa chúng sinh khiến tu thiền định? Phật bảo tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sinh loạn tâm, nói rằng: các ông có thể tu thiền định. Chúng sinh đáp: chúng tôi thiếu nhân duyên. Bồ Tát nói: ta sẽ làm cho các ông đủ nhân duyên, nhờ nhân duyên ấy khiến tâm các ông không chạy theo giác quán, tâm không tán loạn. Chúng sinh do nhân duyên ấy nên dứt giác quán và sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, tu thầm từ bi hỷ xả. Chúng sinh do nhân duyên thiền định và tâm vô lượng ấy nên có thể tu bốn niệm xứ cho đến tám phần thánh đạo, khi tu 37 pháp trợ đạo, dần dần vào ba thừa mà được niết bàn, chọn không mất đạo. Như vậy Bồ Tát khi hành bố thí lấy thiền định nhiếp thủ chúng sinh khiến hành thiền ba la mật. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát làm thế nào hành bố thí do bát nhã nhiếp thủ chúng sinh? Này tu Bồ Đề, Bồ Tát thấy chúng sinh ngu si không có trí tuệ, nói rằng: các ông cớ gì không tu trí tuệ? Chúng sinh đáp: vì thiếu nhân duyên. Bồ Tát nói rằng: các ông cần được đầy đủ trí tuệ, hãy theo ta mà lấy. Nghĩa là bố thí chỉ giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định, nhân duyên ấy đầy đủ rồi, các ông suy nghĩ như vậy: bát nhã, có pháp có thể được chăng, hoặc ta hoặc chúng sinh, hoặc thọ mạng, cho đến kẻ biết kẻ thấy có thể được chăng, hoặc sắc thọ tưởng hành thức, hoặc cõi dục cõi sắc cõi vô sắc, hoặc sáu ba la mật, hoặc 37 pháp trợ đạo, hoặc quả tu đà hoàn, tu đà hàm, a na hàm, a la hán, bích chi phật, hoặc vô thượng chánh đẳng chánh giác có thể được chăng? Khi chúng sinh suy nghĩ như vậy, thời đối với bát nhã không có pháp có thể được, có thể đắm trước. Nếu không đắm trước pháp, khi ấy không thấy pháp có sinh có diệt, có nhơ có sạch, không phân biệt ấy là địa ngục, là súc sinh, là ngạ quỷ, là chúng a tu la, là trời, là người, là trì giới, là phá giới, là tu đà hoàn, là tư đà hàm, là a na hàm, là a la hán, là bích chi phật, là phật. Như vậy Bồ Tát khi hành bố thí do bát nhã nhiếp thủ chúng sinh. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát làm thế nào trú trong bố thí do giới ba la mật, nhẫn ba la mật, cho đến bát nhã ba la mật, cho đến do 37 pháp trợ đạo nhiếp thủ chúng sinh? Này tu Bồ Đề, Bồ Tát trú trong bố thí lấy cúng dường làm lợi ích chúng sinh, do nhân duyên của sự lợi ích ấy nên chúng sinh có thể tu bốn niệm xứ, bốn chánh cần, cho đến tám phần thánh đạo. Chúng sinh tu 37 pháp trợ đạo ấy được giải thoát sinh tử. Như vậy Bồ Tát do thánh pháp vô lậu nhiếp thủ chúng sinh. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát khi giáo hóa chúng sinh nói như vậy: này các thiện nam tử, các ông hãy theo ta lấy vật cần dùng, hoặc đồ ăn uống, hoặc y phục, đồ nằm, hương hoa, cho đến bảy báu các thứ cần dùng để nuôi sống. Các ông nên lấy việc ấy nhiếp thủ chúng sinh. Các ông suốt đêm dài được lợi ích an vui, chớ nghĩ rằng vật ấy chẳng phải sở hữu của ta. Ta suốt đêm dài vì chúng sinh chớ nhóm các vật ấy. Các ông hãy lấy các vật ấy như vật của mình không khác, giáo hóa chúng sinh khiến hành bố thí trì giới nhẫn nhục tinh tấn thiền định trí tuệ, cho đến khiến được 37 pháp trợ đạo, 10 lực của Phật,
cho đến 18 pháp không trùng cũng khiến được thánh pháp vô lậu, đó là Tu Đà Hoàn cho đến quả A-la-hán, đạo bích chi Phật, vô thượng chánh đẳng chánh giác. Như vậy Bồ Tát khi hành bố thí nên giáo hóa chúng sinh như vậy, khiến được xa lìa ba đường ác, cho đến xa lìa hết thảy khổ qua lại trong sinh tử. Lại nữa tu Bồ Đề, Bồ Tát trú trong giới ba la mật giáo hóa chúng sinh nói rằng: Này chúng sinh, các ông thiếu nhân duyên gì mà phá giới?